Chào các bạn, tôi là Mai Chen. Những người khổng lồ có thật không? Tại một số thời điểm xa xưa trong quá khứ chúng ta, có người cổ đại với kích thước khổng lồ hiện diện trên trái đất và thống trị hành tinh này như con người bây giờ không? Quá nhiều kiến thức trong quá khứ đã bị thất lạc theo thời gian, một số bị phá hủy bởi chiến tranh, số khác do thiên tai hủy hoại, còn một số bị bỏ lơ bởi sự thiếu hiểu biết và nhận định của con người, và một số đơn giản là biến mất như là kết quả của quá trình đào thải tự nhiên theo thời gian. Nhưng trong khi nhiều thứ đã bị mất thì có rất nhiều thứ được phát hiện và các manh mối để trả lời câu hỏi giống như có hay không người khổng lồ từng tồn tại trên hành tinh này thực sự có thể được tìm thấy dưới chân chúng ta. Trong những năm gần đây, do số lượng các phát hiện bí ẩn trên khắp thế giới đã củng cố ý tưởng rằng người khổng lồ đã từng có mặt trên trái đất một thời gian dài, rất dài. Ngày càng có nhiều người đang nghiêm túc xem xét khả năng rằng những sinh vật khổng lồ giống như con người không chỉ là những sinh mệnh trong thần thoại, và đặc biệt trong Kinh Thánh, trong nhiều chương đã nhắc nhiều lần về người khổng lồ. Ví dụ, sáng thế ký 6:4 trong Kinh Thánh về vua James nói rằng, vào những ngày đó, có những gã khổng lồ trên trái đất, và sau đó khi các con trai của Đức Chúa Trời đến với các con gái của loài người, trong một số bản dịch của Kinh Cựu Ước, những người khổng lồ này được gọi là Nephilim. Một số người cho rằng, nó được sinh ra từ sự kết hợp bất thiết giữa thiên sứ và hậu duệ của Adam. Một ví dụ nữa về người khổng lồ được đề cập đến trong Kinh Thánh là Goliath, nhà vô địch của đội quân Philistine, người tham gia vào trận chiến nổi tiếng với David như đã nói trong sách Sam. Thần thoại Hy Lạp cổ đại cũng đề cập đến người khổng lồ thời tiền sử, các thần Titan khổng lồ. Chuyện kể rằng, nữ thần nguyên thủy Gaia đã ban cuộc sống cho những thần Titan, người khổng lồ lang thang trên trái đất trước khi các thiên thần và nhân loại có thể. Tuy nhiên, cuối cùng những Titan bị các vị thần đánh bại và họ phải chịu đựng số phận nghiệt ngã, bị tra tấn và giam cầm. Một số bộ lạc châu Mỹ bản địa cũng lưu truyền các truyền thuyết về những chủng người khổng lồ đã bị tuyệt chủng. Truyền thuyết của người Choctaw kể rằng có một chủng người khổng lồ đã từng sinh sống ở địa điểm mà nay là bang Tennessee, Mỹ, được gọi là Nahulo. Tổ tiên của người Choctaw đã từng tiếp xúc với chủng người khổng lồ da trắng này khi họ lần đầu vượt qua sông Mississippi. Nahulo được cho là ăn thịt đồng loại, và người Choctaw luôn tìm cách tiêu diệt chủng người khổng lồ này bất cứ khi nào có cơ hội. Các bộ lạc khác như Comanches, Navajo và người Manta bản địa cũng lưu truyền những câu chuyện về người khổng lồ da trắng, được cho là đã từng cư ngụ ở nhiều vùng khác nhau của lục địa một thời gian dài trước đây. Đặc biệt những gì tìm thấy ở phía tây đồi Virginia khiến một số người tin rằng là chìa khóa hé lộ câu chuyện có thật về những người khổng lồ thời cổ đại đã từng thống trị châu Mỹ. Trong cuốn sách của nhà văn đoạt giải Emmy và nhà nghiên cứu Richard Dehus viết Những người khổng lồ cổ đại đã thống trị châu Mỹ, ông cho biết năm 1883, Viện Smithsonian đã phái một nhóm các nhà khảo cổ học đến gò sao Charleston ở West Virginia, đã tiến hành đào bới rộng khắp 50 gò đất được tìm thấy tại địa điểm này. Trong bản báo cáo, nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng họ đã phát hiện ra rất nhiều người khổng lồ, và một trong số đó dài khoảng 2,2 mét. Tại một gò đất khác, họ cũng tìm thấy một bộ xương khổng lồ bao quanh bởi vòng tròn của 10 bộ xương, cũng có một bộ xương lớn được tìm thấy trong một quan tài bằng vỏ cây và có xương sọ dẹt. Các nhà khảo cổ học ở Wheeling, Tây Virginia cũng tìm thấy một nhóm người khổng lồ có chiều cao từ 2 m đến 2,2 m. Những bộ xương này cũng cho thấy hình dáng hộp sọ bất thường, trán thấp trong khi phần sau đầu nhô cao. Những tính chất khác biệt rõ rệt so với hổ sọ của con người tồn tại ngày nay. Dehus cũng tiết lộ trong cuốn sách của ông rằng rất nhiều người khổng lồ có chiều cao từ 2m4 đến 3m được tìm thấy ở bang Ohio. Ví dụ, trong một gò đất ở Chillicothe, hàng chục bộ xương đã được tìm thấy mang mặt nạ đồng, và tại một địa điểm liên quan trong cùng một khu vực, họ cũng khai quật được một bộ xương khổng lồ được bọc trong áo giáp bằng đồng. Trong một cuộc đào bới được tiến hành vào năm 1889 ở Nam Ohio, người ta tìm thấy một người khổng lồ chôn cùng một con báo, trong khi một bộ xương khác với xương và chuỗi hạt bằng vỏ sò từ Đại Tây Dương cũng đã được khai quật. Các khám phá ở Newark, Ohio cũng xứng đáng được đặc biệt đề cập khi bộ xương của một nữ hoàng cao 2m4 có mang theo đồ trang sức bằng đồng và ngọc trai được tìm thấy trong khu vực này. Tại Centralia, một người khổng lồ khác trong bộ giáp đồng đã được phát hiện, và một bộ xương khổng lồ dài 2m1 cũng được tìm thấy ở Cartersville. Trong số các bằng chứng quan trọng nhất để củng cố giả thuyết rằng những người khổng lồ cổ đại đã từng cư ngụ ở châu Mỹ là những phát hiện tại Wisconsin, như bài báo đăng lần đầu vào ngày 4 tháng 5 năm 1912 trên tờ New York Times. Có ít nhất 18 bộ xương dị thường đã được tìm thấy ở Wisconsin, và chúng có các đặc điểm cực kỳ bất thường, được cho là không giống như bất kỳ sinh vật nào ở hiện tại. Việc đào bới được thực hiện bởi Đại học Beloit, Mỹ, và khoảng 200 gò đất đã được nghiên cứu trong quá trình này. Các bộ xương dị thường phát hiện trong khu vực này được cho là cao lớn hơn con người ngày nay, với chiều cao từ 2m4 đến 3m.
Hẳn bạn đang tự hỏi ngay bây giờ, ok, nếu người ta phát hiện tất cả các bộ xương khổng lồ này thì họ ở đâu? Vâng, mặc dù có rất nhiều bằng chứng khảo cổ học củng cố cho giả thuyết về sự tồn tại của người khổng lồ, khoa học chính thống cho đến nay vẫn cố chấp giữ im lặng không khẳng định hoặc thừa nhận giả thuyết rằng các chủng người khổng lồ thời kỳ cổ đại đã từng cư ngụ ở những nơi khác nhau trên thế giới, đặc biệt là châu Mỹ. Trong cuốn sách của Dale Hurst, ông cho rằng Viện Smithsonian Mỹ là tâm điểm của một cuộc che đậy sự thật lịch sử rộng lớn ở Mỹ kể từ những năm 1880, khi họ bưng bít các phát hiện về những bộ xương người khổng lồ được tìm thấy trong nhiều gò mộ của các tộc người châu Mỹ bản địa để tránh nguy cơ lật lại nghi vấn về thuyết tiến hóa hiện tại. Có nhiều đồn đoán rằng Viện Smithsonian còn làm nhiều việc hơn đến mức không chỉ che giấu mà còn phá hủy bằng chứng là các bộ xương người khổng lồ ở Mỹ. Việc này bị nghi ngờ là đã can thiệp và lấy đi những bộ xương và di vật với cớ là để phục vụ nghiên cứu và phân tích thêm, nhằm chỉ để những khám phá khảo cổ này không bao giờ được nhìn thấy nữa. Tất nhiên, những người tin vào thuyết về âm mưu như vậy thường phải đối mặt với sự nhạo báng từ các giới khoa học thông thường. Xét cho cùng, rất khó để chứng minh rằng sự che đậy này là có thật mà không có nhiều bằng chứng để thuyết phục những người hoài nghi rằng người khổng lồ thực sự tồn tại ngay từ đầu. Nhưng một lần nữa, làm sao chúng ta có thể chứng minh rằng những người khổng lồ đã từng tồn tại trên hành tinh này nếu có những thế lực vẫn cố tình ngăn cản để mọi người biết sự thật? Vâng, rõ ràng tất cả điều này vẫn còn là vấn đề gây tranh luận kịch liệt. Cuộc tranh luận nhằm chứng tỏ đã từng có một nền văn minh tiên tiến của người khổng lồ vẫn diễn ra khắp mọi nơi trong một khoảng thời gian xa xôi khi nhân loại vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy, cho tới giờ vẫn chưa tới hồi kết. Một câu trả lời dứt khoát, tất nhiên tới giờ vẫn chưa thấy. Vì vậy, lúc này chúng ta sẽ phải cân nhắc tất cả các thông tin sẵn có cho chính chúng ta, đưa ra chủ đề và quan điểm cá nhân dựa trên cơ sở những thông tin bí ẩn đặc biệt này. Và theo ý kiến cá nhân của tôi, số lượng bằng chứng cho thấy người khổng lồ đã từng tồn tại là quá đáng tin và áp đảo hoàn toàn phía không tin. Cá nhân tôi tin rằng những người khổng lồ đã từng có mặt trên trái đất và có thể vẫn đang ở đâu đó trên trái đất hoặc bên trong lòng trái đất. Nếu chúng ta chọn việc phản đối hoặc không bằng lòng với các niềm tin và thuyết khác chỉ vì chúng đi ngược lại xu hướng của xã hội hay khoa học chính thống, mong muốn chúng ta hoặc buộc chúng ta coi đó là sự thật, nếu chúng ta làm điều đó, không phải là chúng ta đang giới hạn bản thân mình cứng nhắc hay sao? Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì, bạn có tin rằng người khổng lồ đã từng tồn tại hay không? Và nếu bạn tin, bạn có cho rằng có một số thực thể ở đó, chính phủ hoặc một số tổ chức khác đang cố gắng che giấu sự thật với chúng ta? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận ở bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.